Một bụng sự thích ca mâu ni Phật và phát động sau trách nhiệm màu. Trong ngày một kiếu khó thiền cầu, con đã nghe thấy chương trì tụng hồi tỏ Như Lai nghe nhiệm màu. Nam mô bụng sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bụng sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô bụng sư thích ca mâu ni Phật. Cơn đại tập những điều Bồ Tát hư không tạng hỏi Phật quyển ba. Này Tỳ Nam, thế nào là Bồ Tát có thể giữ gìn kho báu Phật pháp của Đức Thế Tôn? Này Tỳ Nam, tạng pháp của Đức Thế Tôn là không cùng tận, do hành tướng nơi căn tánh của tất cả chúng sinh có vô số sai khác, vì nhằm khiến cho họ được hiểu rõ, nên chư Phật tùy theo bao nhiêu căn tánh sai khác đó mà nói tạng pháp chân thật cũng vô luận cho biết ngọn ấy, vì vậy gọi là kho báu Phật pháp. Lại nữa, từ đêm Như Lai chứng quả Bồ Đề đến đêm Như Lai vào Niết Bàn, tất cả những điều đã nói đều là như thuyết, bất dị thuyết, chân thuyết. Thế nào là như thuyết? Giảng đúng theo như pháp chân như bình đẳng nên gọi là như thuyết. Thế nào là bất dị thuyết? Các pháp nói ra đều nương theo thắng nghĩa đế bình đẳng không khác nên gọi là bất dị thuyết. Thế nào là chân thuyết? Cho nên giảng luôn ứng hợp với tự tánh của pháp nên gọi là chân thuyết. Lại nữa, tạng pháp của chư Phật không thể dùng văn tự để nêu bày, để sự tất cả chúng sinh đầy khắp trong tam thiên đại thiên thế giới đều như tôn giả A Nan Đà học rộng bậc nhất, dù chỉ giảng nói một ít diệu nghĩa nơi tạng pháp thì trong trăm ngàn ức kiếp cũng không thể nói hết. Tạng pháp vô biên của chư Phật như vậy, Bồ Tát đã có thể thọ trì đúng chư pháp, tất cả văn tự đều không thể phế bỏ, nhưng hết thảy ý nghĩa cũng không hề sai khác. Bồ Tát khiến các chúng sinh đều được hoan hỷ, cúng dường phụng sự tất cả chư Như Lai, phá trừ các ma oán, chế ngự hết thảy ngoại đạo, đoạn hết phiền não, hiển bày chánh pháp. Như vậy này thì Nam, đó là Bồ Tát giữ gìn kho báu Phật pháp của Đức Thế Tôn. Lại nữa này thì Nam, Bồ Tát hãy nên thọ trì tự tánh của các pháp mà chư Như Lai đã giác ngộ. Thế nào là tự tánh của các pháp mà chư Như Lai đã giác ngộ? Nghĩa là nhận biết rõ tự tánh của pháp. Thể đều như huyễn nên không có tướng thành tựu, đều như mộng nên không có tướng cảnh giới, đều như giận nắng nên hoàn toàn không có tướng sinh, như bóng sáng nên không có tướng di động, cũng như ảnh tượng nên không có tướng của tự tánh. Là nhận biết tự tánh của không rốt ráo như xương, biết tự tánh của vô tướng nên không còn phân biệt, biết tự tánh của vô nguyện nên tâm không trụ chấp, biết tự tánh của địa dục nên xa lìa tất cả tham dục, biết tự tánh của vô di nên dựa trên các tướng về số lượng. Này Thiện Nam, nói như vậy là để vì người khác mà phân biệt rõ ràng. Như Lai đã hiện chứng tự tánh của pháp ấy, nhưng tướng tánh của pháp kia cũng không thể nào diễn nêu. Nếu muốn thọ trì tạng pháp của chư Phật, Bồ Tát nên thấu rõ tự tánh của các pháp giống như Thế Tôn, rồi dùng ngôn ngữ phân tự mà thuyết giảng pháp như vậy cho các chúng sinh. Đó là Bồ Tát có thể giữ gìn kho báu chánh pháp của chư Phật. Này thì Nam, thế nào là Bồ Tát biết rõ hữu tình xưa nay vốn thanh tịnh và làm cho họ được thành tựu đầy đủ? Này thì Nam, cảnh giới của chúng sinh xưa nay thường thanh tịnh, nhưng họ không thể đạt được bản tánh vốn có của mình. Nếu muốn làm cho chúng sinh được thành tựu đầy đủ, Bồ Tát nên biết rõ về nguồn gốc thanh tịnh của họ, là nên nghĩ chúng sinh không có kiến chấp về ngã, không có kiến chấp về chúng sinh, về tòa mạng. Lại nữa, chỗ nói về tên gọi của chúng sinh chỉ là do kiến chấp điên đảo, bị vô minh ái dục trói buộc, phân biệt hư vọng về các phiền não, không hiểu biết đúng đắn về tật tánh. Bồ Tát nên đoạn trừ tất cả phiền não hư dối, điên đảo và nói pháp như vậy cho các chúng sinh, làm cho họ không bị mất bản tánh, khiến họ hiểu rõ về bản tánh không và giải thoát của mình. Bồ Tát nên làm cho chúng sinh được thành tựu đầy đủ như vậy. Này thì Nam, đó là Bồ Tát biết rõ chúng sinh xưa nay vốn thanh tịnh mà làm cho họ được thành tựu đầy đủ. Thì Nam, thế nào là Bồ Tát tu tập pháp Phật khế hợp đúng như lý? Như lý tức là hợp với duyên sinh. Vì sao bây giờ các nhân duyên như thế mà thọ nhận các quả báo như thế? Chẳng hạn như nhờ nhân bố thí mà đạt được quả báo giàu quá lớn, vì thế Bồ Tát thực hành bố thí xong thì nên hồi hướng về nhất thiết trí để thành tựu viên mãn bố thí ba la mật. Nhờ giữ giới là nhân để được sinh vào cõi trời người, Bồ Tát làm cho hết thảy các chúng sinh còn nhiễm ô về giới để được an trú trong giới thanh tịnh. Làm như vậy xong, Bồ Tát cũng nên hồi hướng về nhất thiết trí để thành tựu hoàn hảo trì giác ba la mật. Thân miệng ý được trang nghiêm là nhờ nhu hòa nhẫn nhục. Bồ Tát thường thực hành tự lợi lợi tha, không gây não hại, là nơi an trụ nơi nhẫn nhục.
hồi hướng về những thiết trí rồi là Bồ Tát đã thành tựu trọn độ nhân đức Ba La Mật, có thể thâu tóm được tất cả pháp Phật là nhờ tinh tấn. Bồ Tát nên siêng năng dũng mãnh chứa nhóm tất cả căn lành, thể đều hồi hướng về đến những thiết trí rồi tất được thành tựu trọn vẹn tinh tấn Ba La Mật. Có tri kiến đúng đắn là nhờ vào thiền định vì mong cầu sự biết chân chánh mà Bồ Tát tu tập Samatha làm hành trang. Hồi hướng trọn vẹn về trí như thiết trí rồi, Bồ Tát tất thành tựu đầy đủ thiền định Ba La Mật. Có trí tuệ lớn là nhờ học rộng hiểu nhiều. Bồ Tát không chấp giữ vào những điều đã học hỏi. Hồi hướng về trí như thiết trí rồi, Bồ Tát tất thành tựu viên mãn trí tuệ Ba La Mật. Đối với tất cả pháp lành như thế, Bồ Tát biết rõ về nhân như vậy, nên dẫn đến quả như vậy, đó là nhân duyên, nơi tác ý, đúng như lý. Lại nữa, tác ý đúng như lý là gì? Chẳng hạn như tác ý đúng như lý đối với ngã và tất cả các pháp, biết ngã và tất cả các pháp đều không có chủ thể, biết ngã và tất cả các pháp đều là không, là chỉ có giả danh. Bồ Tát tác ý đúng như lý như vậy, là đối với tất cả các pháp đều kết hợp bình đẳng, tức đạt đầy đủ hết thảy pháp vật. Này thì nam đó là Bồ Tát tu tập pháp vật kết hợp đúng lý. Này thì nên thế nào là thần thông không thoái chuyển của Bồ Tát? Nghĩa là Bồ Tát tự tại đối với tất cả các pháp. Này thì nam, nếu có sa môn bà la môn nào không từ bỏ kiến chấp về thân mà khởi thần thông, thì các vị ấy liền bị thối lui. Còn Bồ Tát đã phá trừ kiến chấp về thân, nên bỏ 62 thứ tà kiến để thực hành thần thông, nên gọi là đầy đủ trí tuệ, đầy đủ sự giác ngộ, bố thí, trì giới và thiền định cũng gọi là thân tâm. Và trí tuệ đều hoàn toàn giải thoát, bên trong thì luôn tịch tỉnh, bên ngoài thì không hề tạp tác, tâm biết khắp tất cả, đạt được mọi mong cầu. Khi quyết định lựa chọn, tuệ được thanh tịnh hoàn toàn, không còn phiền não như bé, trí sáng suốt, không còn bị che lấp, cho nhóm hành trang về phước, về trí, về thiền định và chỉ quán. Nhờ dùng pháp bố thí và trì giới làm trang nghiêm, mặc áo giáp tinh tấn và nhẫn nhục, đem vào thiền định để lập tu tập trí tuệ. Tùy thuận đại từ, an trú nơi tâm bi lớn, xem việc ra ngoài phương tiện để thành tựu pháp như vậy. Khởi hiện thần thông vi diệu, bay cao vô ngại cho đến an toàn nơi đạo tràng Bồ Đề. Như thần thông nên tự tại được với tất cả các pháp, hiện bày tất cả các sắc, nghe hết thảy mọi âm thanh, hiểu rõ tất cả tâm, nhớ nghĩ về vô lượng kiếp, đạt được tất cả các thần thông diệu dụng, đoạn trừ các lậu cho đến tùy ý biến hóa đều được tự tại chứ không hề chịu sự chi phối của các pháp. Này thì nam, đó là thần thông không thoái chuyển tự tại đối với tất cả các pháp của Bồ Tát. Này thì nam, thế nào làm Bồ Tát hiểu rõ về nghĩa lý sâu xa của các của pháp Phật mà hàng thanh văn chuyên giác rất khó lừa xét? Này thì nam, sâu xa là nghĩa lý của pháp duyên khởi, nghĩa là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử, ô bi khổ não do tập làm nhân, làm duyên nên sinh ra khối lượng khổ lớn. Và khi các chúng sinh mãi bị luân hồi cống nhiễm, Bồ Tát đối với pháp này biết rõ như vậy, đó là nghĩa lý của pháp sinh. Thế nào là ý nghĩa của nhân duyên diệt? Nghĩa là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh diệt, sinh diệt thì lão tử, ưu bi khổ não cũng diệt. Do nhân duyên diệt nên khối lượng khổ lớn diệt, khi các chúng sinh được thanh tịnh, đó là ý nghĩa của nhân duyên diệt. Bồ Tát đối với ý nghĩa ấy thì hiểu rõ như vậy, đó là Bồ Tát hiểu rõ về nghĩa lý sâu xa của Phật pháp. Chẳng phải như các hàng thanh văn chuyên giác chỉ có thể đạt được thanh tịnh nơi cõi nhiễm ô ở trong cảnh giới của chư Phật Như Lai, nhờ diệu lực, nhờ diệu lực nơi oai thần của chư Phật gia hộ, Bồ Tát có thể ở nơi đó mà giác ngộ toàn phần. Lại nữa, ý nghĩa sâu xa còn gọi là thân, thân thanh tịnh nên tất cả các pháp thanh tịnh. Vì sao? Vì muốn suy tìm được nguồn gốc của thân thì không thể nắm bắt được, do không thể nắm bắt được nên gọi là sâu xa. Chư Phật không hề chấp thủ đối với ngã. Ngài muốn thanh tịnh, nhưng Ngài thanh tịnh ở tất cả các pháp cùng thanh tịnh. Vì sao gọi là thanh tịnh? Vì các pháp xưa nay không sinh nên cùng chẳng diệt, nên gọi là thanh tịnh.
lại nữa không sẽ em, không sáng tỏ cũng chẳng có ai lại gia. Chúa giữ là thắng nghĩa chân thật, nên gọi là sâu xa, không có nhãn gì, không có ý gì, cho đến không có cảnh giới. Không có cảnh giới tức là chân thật, là đệ nhất nghĩa đế tức là sâu xa. Cũng không có tâm chấp giữ, ý nghĩa thù thắng, vì rất khó lường, khó thấy, nên không thể hiểu rõ. Tất cả các ý nghĩa lý sâu xa này của Pháp cũng chỉ là giả danh, tùy thuận theo thế tục và vì các chúng sinh mà phân biệt hiển bày. Đó là Bồ Tát hiểu rõ về nghĩa lý sâu xa của Phật Pháp mà tất cả hàng thanh văn chuyên gia khó có thể xét lường. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát có trí thiện xảo, thông đạt lý duyên khởi, nó xa lìa tất cả biên kiến. Này thì nam, duyên khởi là không có đối tượng được duyên, chính là duyên khởi. Không có sự việc, không có thành tựu là duyên khởi. Vô thường khổ, vô ngã tịch tỉnh là duyên khởi. Không ngã, không chúng sinh, không thọ mạng, không nuôi dưỡng, không có phàm phu, không có người, không nhơ đồng là duyên khởi. Không sinh, không khởi là duyên khởi. Không chỗ có, không công dụng, không vô tướng tịch tỉnh, không chúng tạo tác, không bàn luận, cho nên gọi là pháp không hí luận. Sinh như vậy gọi là sinh, diệt như vậy gọi là diệt. Lại nữa, không có ngã, không chúng sinh, không thọ mạng, không nuôi dưỡng, không phàm phu, không người, không dao động, tức không có pháp nào có thể là duyên sinh. Đối với các pháp ấy, không có ngã, không có chủ thể, ví như cỏ cây tường vách. Hình ảnh tất cả pháp cũng như vậy. Nhưng khi các pháp bên ngoài được sinh ra thì cũng chẳng có sự sinh. Khi diệt đi thì cũng chẳng có sự diệt. Pháp bên trong cũng thế. Khi sinh ra cũng chẳng có sự sinh. Khi diệt đi cũng không có sự diệt. Chỉ trừ pháp duyên khởi. Chỗ sinh là không thật. Thiếu duyên nó không diệt. Do khế hợp như vậy nên tất cả biên kiến đều được tiêu trừ. Thế nào là biên kiến? Biên kiến là chấp đoạn, chấp thường. Bồ Tát đối với pháp khi sinh chẳng thấy sinh, khi diệt chẳng thấy diệt. Do không sinh, không diệt nên đối với chỗ chấp đoạn, chấp thường. Tự nhiên thanh tịnh. Vì tự nhiên thanh tịnh nên đối với các biên kiến đều được thanh tịnh. Này thì nam, đó là Bồ Tát có trí thiện xảo thấu đạt lý duyên khởi, nó sẽ lìa tất cả biên kiến. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát dùng ấn của Như Lai để ấn chứng pháp chân như, đạt trí tuệ thiện xảo không gián đoạn? Này thì nam, ấn của Như Lai tức là ấn không gián đoạn, không sinh, không chuyển dời, không chấp giữ, không lay động, không có đối tượng bị lay động. Tất cả hàng trường người Atula ở thế gian đều không thể làm cho lay động. Vì sao? Vì các hàng trường người Atula ở thế gian dùng ấn của họ để in dấu. Còn ấn của Như Lai là ấn hoàn toàn không sinh, là ấn tánh không rốt ráo, là ấn trọn vẹn không có tướng, ấn hoàn toàn không nguyện, hoàn toàn không tạo tác, hoàn toàn xả ly tham dục, ấn chân như rốt ráo chân thật trọn vẹn, ấn hoàn toàn như hư không. Này thì nam, ví như trong không trung dấu ấn không thể hiện bày, ấn của Như Lai đối với năm mắt cũng không hiện bày tướng ánh sáng, chỉ dùng ấn từ tướng để ấn chứng. Nên cho đến Thế Tôn, do đó tất cả các pháp cũng đều dùng ấn của Như Lai để ấn chứng các pháp ấy. Đó là sự nó bày tất cả tức và cảnh giới nơi các pháp đều là pháp tạo tác. Tuy có sự sắp đặt, nhưng đối với các pháp ấy không hề có các tướng về sự sắp đặt. Bồ Tát dùng ấn chân như để ấn chứng, không hề gián đoạn đối với các pháp. Thế nào là gián đoạn đối với chân như? Nếu phân biệt các pháp, thấy có thượng trung hạ gọi là gián đoạn. Nếu không phân biệt đối với các pháp, gọi là không gián đoạn. Lại nữa, nếu từ nhiều sự khác nhau mà sinh ra phân biệt, thì pháp chân như cũng chẳng bị hư hoại và rối loạn. Ví như chúng sinh có đi được trong hư không, thì hư không cũng chẳng bị hư hoại. Như vậy tất cả chúng sinh có tạo tác trong pháp chân như, thì chân như ấy cũng không bị hư hoại. Đó là Bồ Tát dùng ấn Như Lai để ấn chứng pháp chân như, đạt trí tuệ thiện xảo không gián đoạn. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát thâm nhập nơi nghĩa lý sâu xa của pháp giới? Bồ Tát thấy tất cả các pháp và các pháp giới đều cùng khắp,
đều cùng một tánh bình đẳng, sắc giới cũng gọi là cảnh giới. Ly dục vì ly hết mọi trần cảnh, cũng gọi là cõi chúng sinh đi không chứa nhóm, cũng gọi là cõi không chống trái vì vốn không sinh, gọi là cõi không đi vì không làm gì chịu tương quan, là cõi không đến vì không gì làm ngăn ngại, là cõi không trụ vì không có sinh cõi, là cõi như như vì ba đời đều bình đẳng, là cõi vô ngã vì xưa nay luôn thanh tịnh, là cõi không thọ giả do nghĩa lý sâu xa vượt hẳn thế tục, là cõi không phân biệt vì không có chỗ trụ, là cõi không có a lại gia vì không nhiễm ô, là cõi không sinh cõi vì tánh thường quyết định, là cõi như hư không vì tánh nó thanh tịnh, là cõi như niết bàn vì không có ý luận. Đó gọi là thâm nhập nơi nghĩa lý của pháp giới. Nếu Bồ Tát vào sâu nghĩa lý ấy thì mọi lời giảng nói đều cùng với nghĩa lý của pháp giới bao trùm khắp, vì thế liền biết cõi dục và pháp giới là không hai không khác. Lời nữa, pháp giới nơi tánh của tham dục, pháp giới là tánh của sân là không hai, tánh của sân hận, tánh của si mê và pháp giới là không khác, tánh của si, tánh của phiền não và pháp giới là không hai, tánh của phiền não, tánh của cõi dục và pháp giới là không khác, tánh của cõi dục, tánh của cõi sắc và pháp giới là không hai, tánh của cõi sắc, tánh của cõi vô sắc và pháp giới là không hai, tánh của cõi vô sắc, tánh không và pháp giới là không hai, tánh của không, tánh của nhãn giới và pháp giới là không khác, tánh của nhãn giới, tánh của sắc và pháp giới là không hai, tánh của sắc, tánh của nhãn thức giới và pháp giới là không khác. Tánh của nhãn thức giới cho đến tánh của ý thức, của ý giới và pháp giới là không khác, tánh của ý giới, ý thức giới và pháp giới là không khác, tánh của ý thức giới, vận giới và pháp giới là không hai, tánh của ẩn giới, địa thủy hỏa phong giới và pháp giới là không khác, cho đến uẩn hành của 84.000 pháp, tất cả các pháp và pháp giới đều là không hai không khác. Nếu Bồ Tát dùng trí bình đẳng nhập vào pháp giới, do tánh của tất cả pháp như thế thì sẽ thấy ý nghĩa nơi tánh bình đẳng của tất cả các pháp. Này tỳ nam, đó là Bồ Tát thân nhập nơi nghĩa lý sâu xa của pháp giới. Này thiền nam, thế nào là Bồ Tát có chí nguyện bền chắc như kim cương, an trú không lay động trong pháp đại thừa? Này thiền nam, Bồ Tát thành tựu 12 thứ pháp là chí nguyện bền chắc như kim cương, không hề bị hàng trường ở thế gian hủy hoại. 12 pháp ấy là gì? Nghĩa là phát tâm bồ đề, ý lạc tăng thượng, không hủy hoại, tu hành bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí tuệ không hủy hoại, đại từ đại bi không hủy hoại, tu bốn giới pháp không hủy hoại, tại cho chúng sanh được thành tựu đầy đủ không hủy hoại, làm thanh tịnh cõi Phật không hủy hoại, không lo sợ đối với sinh tử không hủy hoại, tu tập các căn lành không nhàm chán không hủy hoại, vì trang nghiêm các tướng hảo mà thiết lập pháp hội bố thí rộng lớn không hủy hoại, vì ủng hộ chánh pháp mà sẽ bỏ thân mạng không hủy hoại, các căn lành gì cũng đều thực hành hồi hướng cho tất cả chúng sanh không hủy hoại. Cho nhóm tất cả pháp Phật không hủy hoại. Này thì nam, nếu Bồ Tát đối với các pháp tu hành kiên cố như vậy, nên biết bây giờ Bồ Tát đã đạt được chí nguyện bền chắc như kim cương, không thể hủy hoại. Như ngọc quý kim cương có thể phá vỡ các vật báu khác mà tự thể nó không bị hủy hoại, Bồ Tát thành tựu chí nguyện bền chắc cũng như vậy, có thể diệt trừ các loại phiền não của chúng sinh nhưng tự thể không bị hủy hoại. Này thì nam, đó là Bồ Tát thành tựu chí nguyện bền chắc như kim cương, an trú không lay động trong pháp đại thừa. Này thiền nam, thế nào là Bồ Tát ở nơi cảnh giới của mình đang được thanh tịnh như cảnh giới của Phật? Này thiền nam, cảnh giới của Phật tức không có cảnh giới, vì lìa cảnh giới nên tất cả đều thanh tịnh. Bồ Tát do từ cảnh giới của mình và cảnh giới của Phật thì đều thanh tịnh ở cảnh giới của mắt. Thanh tịnh tức là cảnh giới của Phật, mà cũng chẳng phải là cảnh giới của Phật. Cảnh giới của mắt là không cần cũng chẳng sai. Vì sao về cảnh giới thanh tịnh cùng với cảnh giới của Phật cũng không phải là cảnh giới thanh tịnh và cảnh giới của mắt? Cảnh giới của tai là cảnh giới của Phật cũng chẳng là cảnh giới của Phật, cũng không có gần xa. Vì sao về cảnh giới thanh tịnh cùng với cảnh giới của Phật cũng không phải là cảnh giới thanh tịnh và cảnh giới của tai? Cảnh giới của mũi là cảnh giới của Phật mà cũng chẳng là cảnh giới của Phật, không gần cũng chẳng xa. Vì sao về cảnh giới thanh tịnh
cùng với cảnh giới của Phật không phải là cảnh giới thanh tịnh và cảnh giới của Phật. Cảnh giới của lưỡi tức là cảnh giới của Phật cũng không phải là cảnh giới của Phật, không có gần xa gì sao cho cảnh giới thanh tịnh. Còn với cảnh giới của Phật cũng không phải là cảnh giới thanh tịnh và cảnh giới của lưỡi. Cảnh giới của thân là cảnh giới của Phật, cũng không phải là cảnh giới của Phật, không có gần xa. Vì sao về cảnh giới thanh tịnh cùng với cảnh giới của Phật cũng không phải là cảnh giới thanh tịnh và cảnh giới của thân? Cảnh giới của ý là cảnh giới của Phật, cũng không phải là cảnh giới của Phật, chẳng gần chẳng xa. Vì sao về cảnh giới thanh tịnh cùng với cảnh giới của Phật cũng không phải là cảnh giới thanh tịnh và cảnh giới của ý? Cho đến uẩn xứ giới 12 nhân duyên cũng vậy. Này thì nam, như Bồ Tát hội nhập nơi cảnh giới của Phật, hội nhập nơi cảnh giới thanh tịnh, và tất cả các cảnh giới, nếu cảnh giới của mình được bình đẳng thanh tịnh, đó tức là nhập vào cảnh giới của Phật. Như vậy tất cả các hình ảnh biểu hiện nơi sáu loại cảnh giới của Bồ Tát đều là nhập vào cảnh giới của Phật, vì thảy đều thanh tịnh, không còn chấp giữ. Như thế cảnh giới của Như Lai không cấu nhiễm, không chướng ngại, tất cả các cảnh giới cũng vậy. Này thì nam, người thông hiểu như vậy được gọi là Bồ Tát hội nhập vào cảnh giới Phật thanh tịnh, thành tựu cảnh giới của tự thân cũng được thanh tịnh. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát đã được Đà La Ni, không quên mất pháp hành? Này thì nam, Bồ Tát nên tu trì Đà La Ni này, để đó làm sự nghiệp. Thế nào là tu trì? Này thì nam, có 32 pháp tu Đà La Ni, đó là cầu pháp, ưa thích pháp, an trú trong vương pháp, theo sự kế truyền của pháp, tự thuận theo pháp, tôn trọng pháp, hầu hạ cúng dường bậc đa văn, luôn luôn không ngã mạn, cung kính cúng dường các bậc hòa thượng Asala, cầu pháp không hề chán, vâng lời không đáng nghịch đối với thầy dạy, đối với người thuyết pháp, cung kính xin niệm Phật, không tìm tòi chỗ kém dở của họ, tạo để tất cả những pháp đã được nghe không biến nhát, không bỏ xẻ nơi pháp, thực hành bố thí pháp, không mong báo đáp. Tất cả như lấy đối với pháp được nghe, khéo quan sát pháp được nghe, mong cầu học rộng hiểu nhiều, không có giới hạn, tu hành không ngừng nghỉ đối với phạm hạnh, thương yêu xa lìa chỗ ồn náo, tâm luôn tịch tỉnh, luôn chuyên cần tu tập sáu pháp tùy niệm, diệt trừ sáu tâm vọng nhiễm, giáo trừ giữ gìn sáu pháp hòa kính, khỏi tâm không làm trở ngại đối với tất cả chúng sinh, tu hành thuận theo pháp duyên sinh, đối với ba môn giải thoát luôn tác ý quan sát, không hề sợ hãi, không một hạt giống thánh và công đức nơi hạnh đầu đà hồ đề chánh pháp, tâm không thấp kém, quan sát và khởi lòng đại bi đối với chúng sinh, giáo cầu chánh pháp, chẳng tiếc thân mạng, tu hành theo trí tuệ lớn, xa lìa si mê, làm cho chúng sinh được thành tựu đầy đủ, không biết mệt mỏi, đó gọi là tu hành pháp Đà La Ni, không quên mất sự nghiệp. Lời nữa này thì nào, nếu Bồ Tát đạt được các pháp Đà La Ni này rồi, đối với những lời Phật dạy đều có thể thọ trì đầy đủ, không hề quên sót, nghĩa là ghi nhớ hết những pháp đã được nghe, nhờ nhớ nghĩ, nhớ kỹ nên không quên, do sẽ nên giác ngộ, dùng trí tuệ chiếu soi, nên Bồ Tát hội nhập vào tất cả các văn tư vô tận, đạt được trí tuệ khéo hiểu rõ từng loại âm thanh ngôn ngữ, đạt được trí tuệ biện tài vô ngại, giờ nói thông suốt, đạt trí hiểu rõ nghĩa lý của các kinh liệu nghĩa và không liệu nghĩa, đạt trí giờ nói không cùng tận cho thế gian, giờ nói không gián đoạn về nghĩa lý thù thắng, trí không thoái lui đối với tinh tấn chân chánh, trí tự tại đối với bốn thần túc. Trí sai biệt đối với các căn, trí không lay động đối với các lực, trí được khai ngộ đối với bảy giác chi, trí được hội nhập vào nghĩa lý của tam thánh đạo, trí an trụ tâm trong samatha, trí quyết định trong tỷ bà sa đà, trí tùy thuận theo giải trí, theo trí giải thoát, trí thâm nhập các biện tài, trí sinh khởi các thần thông, trí phân biệt các pháp ba la mật, trí tùy thuận căn cơ đối với bốn nhiếp pháp, trí biết được các loại ngôn ngữ âm thanh, trí chọn lựa các pháp quyết định, trí không gián đoạn đối với nghĩa ý nghĩa nơi các kinh, trí không cùng tận đối với các loại văn tự, trí hoan hỷ đối với các chúng sinh, trí thuyết pháp phù hợp với căn cơ cho những người cầu pháp, trí ghi nhớ thọ trì những lời Phật dạy, trí hiểu rõ lời lẽ câu chương đối với tất cả lời nói, trí biết đúng như thật đối với các sự nhờ ế và thanh tịnh, trí hiểu rõ quả báo của các nghiệp duyên, trí sáng suốt không bị che lấp nơi hết thầy pháp, như vậy gọi là Đà La Ni. Người đạt được Đà La Ni, thân miệng ý đều bình đẳng rồi, thì có thể tuôn xuống vừa pháp vô tận, giải trừ các phiền não,
Như Lai phát sinh pháp vừa tất cả chư Phật, nhờ thấu đạt nghĩa lý sâu xa của Đà La Ni này nên Bồ Tát luôn luôn không hề quên mất, đó là Bồ Tát Đạt Đà La Ni không quên mất pháp hành. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát đạt biện tài vô ngại được Như Lai gia hộ? Này thì nam, Bồ Tát thường nhờ ân nơi chư Phật gia hộ mà được đạt được 24 loại biện tài vô ngại. 24 loại ấy là gì? Nghĩa là biện tài thân nhanh nhẹn, biện tài lưu loát, biện tài không gì trở ngại, biện tài thông suốt, biện tài khéo léo, biện tài sâu xa, biện tài không nói lời nhầm lẫn, biện tài giới nghĩa thù thắng với diệu trang nghiêm, biện tài không chìm đắm, biện tài không sợ hãi, biện tài về vô số bài kệ khen ngợi, biện tài về duyên khởi, biện tài về bản sự vô kinh, biện tài thắng được người khác, biện tài về vô số ý nghĩa khác nhau, biện tài biểu hiển hiện sự vi diệu, biện tài về oai đức trang nghiêm, biện tài về thuyết pháp không gián đoạn, biện tài về sự trang nghiêm của cõi trời, biện tài đoạn trừ các nghi ngờ, biện tài về pháp thế gian và xuất thế gian, biện tài không lỗi lầm, biện tài về các tâm từ bi hỷ xả có thể được an lạc, biện tài về túc mạng thông, biện tài được chư Phật gia hộ. Này thì nào, 24 loại biện tài như vậy là do tu tập 24 loại nghiệp mà được thành tựu. 24 loại nghiệp ấy là gì? Này thì nên, nghĩa là do không trái nghịch với lời dạy của bậc thầy nên đạt được đạt biện tài nhanh nhẹn, sau này không vô định nên đạt được biện tài lưu loát, sẽ liệt các phiền não nên đạt được biện tài không gì trở ngại, không thích sống ở nơi hỗn tạp nên đạt được biện tài thông suốt, không nói lời ly chén nên đạt được biện tài giới từ ngữ khéo léo, giác ngộ pháp duyên sinh nên đạt được biện tài sâu xa, như bố thí tất cả nên đạt được biện tài không nói lời nhầm lẫn, trang nghiêm tháp miếu thờ chư Phật nên đạt được biện tài thù thắng vi diệu, trang nghiêm không ở tâm bồ đề nên được biện tài không chìm đắm, nhờ dự giới hoàn hảo nên được biện tài không sợ hãi, dùng các loại cờ phướng linh lỏng để cúng dường nên được biện tài về diện nói vô số kệ khen ngợi, hầu hạ cung kính cúng dường các bậc thầy nên được biện tài về diện nói duyên khởi, bản sự cung kính không làm khó dễ bức ngạc các chúng sinh nghèo hèn thiếu thốn nên đạt được biện tài thắng được người khác, bố thí phát tạng vô tận khiến người được lãnh hội Phật pháp, nó được biện tài và diễn giảng vô số ý nghĩa khác nhau, nó đang chân thật không thua lỗ, nó được biện tài hiển hiện biểu hiện mọi sự huyền diệu đối với mọi người không chê bai che rẽ mà luôn kính trọng, nó được biện tài do ấy được lan chánh tâm mình an trụ trong pháp, nó được biện tài diễn giảng pháp thông suốt không chê bai người khác, bố thí những vật chính mình ưa thích với tâm hân hỷ, được biện tài trang nghiêm của cõi trời đối với pháp không có thầy thì giữ gìn như đang lãnh hội nên được biện tài đoạn trừ tất cả nghi ngờ, xem tất cả đều như bậc sư trưởng, không làm họ không làm cho họ buồn khổ, có thấy thuốc cho người bệnh, nên được biện tài giải pháp thế gian giải quyết thế gian, không tìm lỗi lầm của người khác, luôn suy xét về chính mình, nên được biện tài không lỗi lầm, dùng tâm bình đẳng để quán xét về tất cả chúng sinh để đạt quả vị niết bàn, không tham đắm các thứ như lợi dưỡng, sự cung kính và tiếng khen, nên được biện tài về từ bi hỷ xả khiến ta chúng sinh luôn an vui, khéo dùng lời nói mềm mỏng để thuyết giảng về pháp tu hành, tâm không loạn động, đã được biện tài về túc mạng thông, không chê bai pháp đại thừa cũng không ưa thích pháp tiểu thừa, từ bi với tất cả chúng sinh, nó đạt được biện tài được Phật hộ trì. Đó gọi là 24 loại nghiệp để thành tựu 24 loại biện tài. Là nữa gì muốn cho chúng sinh được giải thoát nên gọi là biện tài, như sự an trú của chúng sinh nên luôn thức tỉnh họ gọi là biện tài, vì muốn chúng sinh luôn hoan hỷ nên gọi là điệp biện tài. Có thì nam nào thành tựu về trí tuệ và các công đức như thế thì gọi là Bồ Tát đạt biện tài vô ngại được Phật gia hộ. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát được tự tại trong sinh tử? Đó là Bồ Tát thành tựu 20 pháp nên được tự tại trong sinh tử. Thế nào là 20 pháp? Nghĩa là xa lìa bản ác, gần gũi bản lành, có đi kiến thanh tịnh về pháp của Đức Phật, thanh tịnh về giới, từ thiền định phát sinh trí tuệ để cùng làm phương tiện tu tập, đạt được thần thông không thoái lui, quan sát các pháp là vô sinh,
Vì để hoàn thành trạng nguyện ở trong sinh tử, nên thọ sinh quán xét các chúng sinh, nên phát lòng từ lòng lớn, dùng định đại bi để xuất rõ về các pháp là huyễn hóa, biết tất cả pháp là không sinh diệt, quan sát đúng như thật về pháp không hư vọng, pháp có tánh như mộng, được oai thần của Phật gia hộ nên thể hiện trong sinh tử và không bị chìm đắm theo sinh tử. Đó là 20 pháp. Bồ Tát nào thành tựu 20 pháp ấy thì ở những nơi thọ sinh trong một lượng vô số kiếp đều thể hiện thân hình để làm đỡ cho tất cả chúng sinh. Này thì nam, tất cả pháp như thế đều được kiến lập từ 20 loại căn bản này, nghĩa là căn bản của thần thông, trí tuệ và từ bi. Đó gọi là Bồ Tát đã được thần thông nên tự tại trong sinh tử. Này thiền nam, thế nào là Bồ Tát hàng phục ma quán vượt qua bốn thứ ma? Này thiền nam, có Bồ Tát nào dùng trí như huyễn thông đạt về năm uẩn và tất cả các pháp đều như huyễn hóa thì vượt qua uẩn ma, thông đạt về bản tánh thanh tịnh của các pháp thì vượt qua phiền não ma, thông đạt về duyên khởi thì vượt qua tử ma, tâm bồ đề không thoái lui thì vượt qua thiên ma. Là nữa nhờ quan sát như vậy nên Bồ Tát đoạn trừ hết các chướng ngại, ngăn chặn tất cả các tướng ma và việc làm của ma. Thế nào là việc làm của ma? Nghĩa là ưa thích pháp tiểu thừa là việc làm của ma, không giữ gìn tâm bồ đề là việc làm của ma, thực hành bố thí mà còn phân biệt đối với các chúng sinh là việc làm của ma, vì thích mong cầu nơi thọ sinh nên trì giới là việc làm của ma, vì cầu sắc tướng mà tu nhẫn nhục là việc làm của ma, thực hiện các việc thế gian mà tương ưng với tinh tấn là việc làm của ma, tham đắm nơi thiền vị là việc làm của ma, dùng trí tuệ để nhằm chán đối pháp thấp kém là việc làm của ma. Ở trong sinh tử mà có sự mỏi mệt là việc làm của ma, tạo các căn lành mà không hồi hướng là việc làm của ma, chán nề phiền não là việc làm của ma, che giấu tội lỗi đã tạo là việc làm của ma, oán ghét Bồ Tát là việc làm của ma, phỉ báng chánh pháp là việc làm của ma, quên ân nghĩa, không đền đáp là việc làm của ma, không cầu các độ là việc làm của ma, không tôn trọng chánh pháp là việc làm của ma, bỏng sẻn đối với pháp là việc làm của ma, vì mong cầu lợi dưỡng mà thuyết pháp là việc làm của ma. Liệu bỏ các phương tiện để giáo hóa chúng sinh là việc làm của ma, bỏ bốn nhất pháp là việc làm của ma, hủy phạm giới cấm là việc làm của ma, khinh chê người trì giới là việc làm của ma, thường tu hành thanh văn là việc làm của ma, tùy thuận thừa duyên giác là việc làm của ma, chỉ cầu pháp vô vi là việc làm của ma, nhàm chán pháp hữu vi là việc làm của ma, tâm luôn nghi hoặc không tả lỗi cho chúng sinh là việc làm của ma, ưa nghi ngờ những điều đã nghe, không chịu tác ý như lý để thông đạt là việc làm của ma, thích sự dối trá, giả hiện bày thương xót là việc làm của ma, mắng nhiếc hung dữ là việc làm của ma, tạo tội mà không chán bỏ là việc làm của ma, chấp giữ nơi pháp của thượng thân là việc làm của ma, mới nghe một ít đã cho là đã đủ là việc làm của ma, không siêng năng cầu chánh pháp là việc làm của ma, ô thích cầu phi pháp là việc làm của ma, không thích đối trị sở thức vụ của phiền não là việc làm của ma, tâm và miệng không thanh tịnh là việc làm của ma, chấp nhận sự có nhiễm của sa môn là việc làm của ma. Này thì nên như vậy cho nên ưa thích thực hành 10 nghiệp bất thiện, bỏ các pháp lành tất cả đều là việc làm của ma. Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì có thể vượt qua các việc làm của ma. Những gì là bốn? Nghĩa là không quên mất tâm bồ đề nên chuyên cần tu tập 6 độ, không buông lung, an trú trong trí thiện xảo làm cho các chúng sinh được thành tựu, hiểu được nghĩa lý sâu xa, hộ trì chánh pháp. Này thiện nam, nếu Bồ Tát kết hợp với pháp này thì chắc chắn có thể diệt trừ tất cả các ma oán, đó là Bồ Tát vượt khỏi bốn cái ma. Này thiện nam, thế nào là Bồ Tát chứng nhóm vô lượng hành trang và phước đức làm nơi nương tựa cho các chúng sinh? Này thiện nam, nếu Bồ Tát đối với tất cả chúng sinh khởi tâm đại bi đồng thể, an trú trong thiền định, cho có người nào đến cầu xin điều gì cũng đều ban cho với đôi tay quý báu, phước đức vô tận, Bồ Tát ban cho chúng sinh tất cả những gì họ cần, chí nguyện của chư vị rất thanh tịnh,
tâm như mặt đất bằng phẳng, chẳng còn phân biệt cao thấp. Mong muốn cho tất cả chúng sinh được giàu có lợi ích, vì giữa giới thanh tịnh nên tâm không còn gì vướng mắc. Khéo hộ trì các căn là có thể thực hiện trọn vẹn tất cả sự bố thí. Đạt Đà La Ni thành tựu biện tài và tất đem những sự cho nhóm căn là như thế mà hướng dẫn quả vị Bồ Đề và cho tất cả chúng sinh. Giống như bốn đại bên ngoài là nơi nương tựa của tất cả thế gian, bốn đại bên trong là chỗ nương nhờ để tồn tại của thảy các loài. Bồ Tát suy nghĩ tất cả những căn lành, pháp, trí và sự thiện xảo mà ta đại chứa nhóm, không một pháp nào mà không là nơi nương tựa cho chúng sinh. Đó là Bồ Tát đã được vô lượng hành trang về phước đức làm nơi nương tựa cho các chúng sinh. Này thì nên thế nào là Bồ Tát xuất hiện ở đời không có Phật, vì các chúng sinh làm các Phật xứ? Này thì nên Bồ Tát vì để phát sinh trí thị xứ, trí phi xứ mà tu hành 10 lực. Vì để phát sinh trí lậu tận mà tu hành 4 vô ý. Vì để tạo ra 32 trí vô ngại mà tu hành 18 phép bất cộng. Vì làm phát sinh Phật nhãn sáng tỏ mà tu hành 5 thứ nhãn, nhận biết tất cả. Vì để phát sinh tất cả thần thông mà tu hành túc mạng thông. Vì để thành tựu Bồ Đề giác mãn mà tu hành đầy đủ hết tẩy các pháp lành, đoạn trừ các phiền não của thân biện ấy. Vì để phát sinh các tướng hảo trang nghiêm mà tu hành tất cả các thứ phúc đức. Vì để đạt đến 10 địa, tiếp nhận được tất cả các pháp Phật mà tu hành hết tẩy các sự nghiệp trí tuệ. Như vậy này thì nam, nếu Bồ Tát tu hành đầy đủ các pháp ấy rồi thì có thể ở đời không có Phật với các chúng sinh mà thực hành các Phật sự, làm cho họ được thành tựu đầy đủ. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát đạt lệnh hải ấn, không đắm nhiễm theo các sự tạo tác nơi tâm của tất cả chúng sinh? Này thì nam, vì sao gọi là định hải ấn? Ví dụ ở cõi Diêm Phổ Đề, và nhiều chủng loại hình sắc của tất cả chúng sinh đều hiện ra các hình tướng trong biển, nên gọi là biển lớn. Tất cả các hình sắc của tâm cho đến âm thanh của bao nhiêu chúng sinh như vậy đều hiện rõ trong biển tâm của Bồ Tát, như vậy gọi là định hải ấn. Với nhiều nước trong biển lớn chỉ thuần một vị mặn, tiếp tục Bồ Tát cũng như vậy, chỉ thuần một pháp vị giải thoát. Với chư biển cả giới hạn của thủy triều không thể vượt qua Bồ Tát cũng vậy, quan sát biết đúng thời hay không đúng thời đều không vượt qua thời điểm ngồi nơi đạo tràng thành tựu đạo Bồ Đề. Với như biển lớn không chứa thay chết, Bồ Tát cũng vậy, không cùng chung với tất cả các tập khí phiền não và các tâm đại hạng thanh văn chuyên giác. Với như biển cả dung chứa hàng vạn dòng nước nhưng vẫn không tăng không giảm, Bồ Tát cũng như vậy, không nhẫn tất cả các pháp nhưng cũng không tăng không giảm. Với như biển cả rộng lớn không bờ bến, nhiều dụng về trí tuệ của Bồ Tát cũng vô biên như vậy. Với như biển lớn sâu thẳm không đáy, biển trí của Bồ Tát cũng vậy, tất cả hàng thanh văn duy giác đều không thể suy lường nổi. Với như biển cả có thể làm nơi nương tựa cho vô lượng thế giới, Bồ Tát cũng vậy, làm nơi nương tựa cho tất cả chúng sinh. Này thì nên đó là Bồ Tát khéo nhập vào định hải ấn, không vướng mắc vào sự tạo tác nơi tâm của tất cả chúng sinh. Này thì nam, thế nào là Bồ Tát đạt tâm không vướng mắc như hư không, không thể bị gió làm trở ngại? Này thì nam, Bồ Tát đối với tất cả các pháp không còn bị các kiến chấp trói buộc, tâm không vướng bận. Với như hư không không thể bị vướng mắc do ngọn gió lớn, Bồ Tát cũng như vậy, đối với tất cả các pháp tâm không bị vướng mắc, đó là Bồ Tát tâm không chấp giữ như hư không, không bị gió làm trở ngại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh những kinh đại tập những điều Bồ Tát hư không tạng hỏi Phật quyển 3. Nguyện đem cái nước này hồi hướng cho khắp cả đệ tử và chúng sanh được trở thành Phật đạo.